Chào mừng quý vị và các bạn đến với tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ trên tạp chí Võ Thuật. Như thường lệ, đồng hành cùng với chương trình là võ sư Nguyễn Quang Dũng, trưởng môn phái Việt Nam Hồng Quyền Đạo. Thưa võ sư, hôm nay thì võ sư sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán giả đòn tự vệ nào ạ? Hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả một cái đòn đánh vào cái huyệt tam âm giao là ở trên cái phần ống chân này. Thế thì cái đánh vào cái huyệt tam giao này là để mình phá cái đòn đá của đối phương, và đồng thời sau đấy mình sẽ liên hoàn tiếp những cái đòn để tấn công hạ gục đối phương. Cái điểm huyệt tam âm giao này thì nó có cái điểm yếu gì, cũng như là chúng ta sẽ nhận diện nó ra sao ạ? Cái huyệt tam âm giao này thì khi mà mình tấn công vào đấy thì sẽ làm cho đối phương tê liệt chân, và sau đấy là mình nó tạo cho mình cái điều kiện để mình có thể triển khai những cái đòn khác. Đấy, thì cái huyệt tam âm giao là nó nằm ở giữa cái ống lồng và cái phần giữa cái phần bắp và phần xương. Với cái điểm huyệt là tam âm giao này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thủ pháp hay là cước pháp nào để có thể tác động vào đó một cách hiệu quả nhất ạ? Điểm đấy thì có thể sử dụng cả thủ pháp lẫn cước pháp. Thế thì nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu về cái thủ pháp. Đấy, thì nó thuận tiện cho cái người theo dõi hơn. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái thủ pháp là gì ạ? Cái điểm mà đánh vào bằng thủ pháp ấy thì mình đánh bằng cái phần xương của ngón tay cái này. Đấy, thì nó cũng là một cái phần mà phát ra lực rất mạnh của bàn tay. Nó gồ lên. Đấy, thì cái đốt này mà nó lại là đốt ngắn cho nên là cái lực ở đây nó rất là mạnh. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn cách ứng dụng các cái thủ pháp để tác động vào huyệt tam âm giao như thế nào cho nó hiệu quả trong những trường hợp mà tự vệ, thì ngay sau đây tôi cùng với võ sư Quang Dũng sẽ thị phạm để quý vị có thể theo dõi. Đấy, đối phương đá thì chúng ta đỡ cái tay này để giảm lực và giữ luôn cái chân của đối phương. Đồng thời cái tay này mình đánh vào đúng huyệt tam âm giao. Đấy, lấy cái đốt xương này đánh vào huyệt tam âm giao. Sau đấy mình lên luôn cái chân này và cái tay này mình vẩy vào mắt đối phương. Đấy, thì đòn đánh nó sẽ rất là hiệu quả và sẽ làm cho đối phương mất khả năng chiến đấu. Trong những trường hợp đối phương cũng là người tập luyện chẳng hạn thì họ cũng sẽ đánh sử dụng những cái đòn liên hoàn. Vậy thì vẫn theo cái nguyên tắc từ trước đến nay là đầu tiên là mình phải hóa giải đòn, xong sau đấy thì mới khống chế và sau đấy thì mới là phản công. Đấy, chúng ta hóa giải đòn của đối phương nữa. Đấy. Đấy, và bây giờ là mình tấn công. Thế thì cái đòn đánh tam âm giao này là để tê liệt chân đối phương, và lúc bấy giờ mình mới tấn công vào trong người của đối phương thì cái tính hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Có lưu ý nào khi chúng ta sử dụng những cái thủ pháp để tác động vào huyệt tam âm giao để cho nó hiệu quả không ạ? Tất nhiên rồi, cái đòn đánh thì thủ pháp thì nó có nhiều, cũng có những cái tác động, ví dụ như mình có thể dùng cái nắm đấm mình đấm vào. Đấy, thì nó cũng sẽ có những cái hiệu quả của nó. Thế thì và đồng thời là sau cái đòn đánh đấy thì mình sẽ triển khai tiếp một số những cái đòn khác. Vừa rồi võ sư Nguyễn Quang Dũng đã hướng dẫn tới quý vị khán giả cách ứng dụng các thủ pháp để tác động vào huyệt tam âm giao trong những trường hợp tự vệ. Hy vọng rằng là với sự hướng dẫn của võ sư Quang Dũng có thể giúp ích cho quý vị khán giả trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn võ sư Nguyễn Quang Dũng đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.